Sát sanh có quả báo của việc sát sanh, phóng sanh có thiện duyên của việc phóng sanh. Câu chuyện của một nhà khoa học về ẩm thực rất có danh tiếng trong nước, vừa hay có thể giải thích cho câu nói trên. Vị tiến sĩ này đang là giáo sư của một trường đại học của Mỹ. Bác sĩ à, bệnh của con trai tôi thế nào rồi? Bệnh của con trai ông rất nghiêm trọng, chúng tôi cũng không chắc chắn là có thể chữa khỏi hoàn toàn cho con trai ông. Bác sĩ nhất định là phải chữa khỏi cho nó. Tôi cầu xin bác sĩ đâu. Ông cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để chữa cho cậu ấy. Phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ bệnh con trai của chúng ta thật sự không thể nào chữa khỏi nữa được sao? Để chữa bệnh cho con trai, chúng ta đã đi khắp nơi tìm kiếm các bác sĩ có tiếng tăm. Tình hình hiện nay xem ra cơ hội chữa khỏi rất mong manh. Hay là chúng ta đưa nó đến chỗ pháp sư, xem pháp sư có cách nào không? Pháp sư? Ông ấy hiểu về y thuật à? Không biết nữa. Em chỉ nghe người ta nói pháp sư rất từ bi. Có lẽ chỉ có Phật Pháp mới có thể cứu được con trai chúng ta. Được thôi, xem ra chỉ có cách này thôi. Sau đó, vị tiến sĩ này nhờ vào sự từ bi nhiếp thọ của pháp sư, bèn khiêm tốn học tập Phật Pháp và thọ giới, đồng thời thành tâm ăn chay phóng sanh, sức khỏe cũng nhờ đó mà dần dần hồi phục. Phật Pháp thật là không thể nghĩ bàn. Con trai chúng con từ khi biết đến Phật Pháp, sức khỏe ngày một tốt hơn. Đúng vậy, thật là phải cảm tạ pháp sư nhiều lắm. Sát sanh có quả báo của sát sanh, phóng sanh có thiện duyên của phóng sanh. Sau này chỉ cần trong lòng con có sự từ bi, đồng thời trì giới, không sát sanh tích lũy thiện duyên, nhất định sẽ có được thiện báo mà bản thân không nghĩ tới. Dạ rõ, con sẽ y giáo phụng hành, thưa sư phụ. Từ đó về sau, vị tiến sĩ này trong lòng luôn có từ tâm, cũng rất biết thông cảm cho người khác, càng thường xuyên phóng sanh và bảo hộ sanh mạng. Sau đó, vào lúc vị tiến sĩ này đang học vị thạc sĩ, bởi vì nhiều năm chuyên tâm nghiên cứu, thường xuyên thức đêm, ăn uống sinh hoạt thất thường, lao lực lâu ngày mà sanh bệnh, dần dần bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng thấm thoát. Sự phát triển của bệnh ung thư máu đã có một đoạn thời gian. Con à, muộn thế này rồi mà con còn làm việc sao? Nên nghỉ ngơi đi, cẩn thận đừng để mệt quá. Mẹ à, mẹ đi ngủ trước đi. Con làm xong bài báo cáo này sẽ đi ngủ liền. Hay, con à, sao con vẫn chưa ăn cơm tối vậy? Ồ, con bận quá nên quên mất, lát nữa con sẽ ra ăn. Mẹ đi nghỉ ngơi trước đi. Được rồi, con mau ăn cơm đi. Lạ quá, tại sao lại cảm thấy khó chịu như thế này chứ? Tốt lắm, khá lắm. Có điều trước khi cậu lấy được học vị thạc sĩ, vẫn phải là một cuộc thí nghiệm cuối cùng. Chỉ cần làm xong thực nghiệm này, thì cậu có thể thuận lợi lấy được học vị thạc sĩ. Thưa thầy, thật hả? Vậy cuộc thí nghiệm cuối cùng này là gì vậy? Hả? Anh thầy, cái này, thực nghiệm cái này phải giết chết rất nhiều chuột thì mới có thể hoàn thành được à? Đúng vậy, cuộc thực nghiệm này cần rất nhiều chuột làm vật thí nghiệm mới được. Sát sanh có quả báo của sát sanh, phóng sanh có thiện duyên của phóng sanh. Sau này chỉ cần trong lòng con có sự từ bi, đồng thời trì giới, không sát sanh tích lũy thiện duyên. Hả? Thưa thầy, em xin từ bỏ cuộc thí nghiệm này. Hả? Tại sao? Em phải biết chỉ cần em hoàn thành cuộc thí nghiệm này thì có thể lấy được học vị thạc sĩ rồi. Trước đây em dứt giả như vậy để làm thực nghiệm, không phải là vì muốn lấy được học vị thạc sĩ này sao? Dạ, em rất muốn lấy được học vị này, nhưng mà em không muốn giết chết nhiều chuột như vậy. Ý của em là không muốn sát sanh, mà em nguyện từ bỏ học vị mà em sắp có được à? Dạ phải. Chuyện này là sao vậy? Tinh thần từ bi và trì giới của vị tiến sĩ này kiên quyết không sát sanh, không do dự từ bỏ học vị mà ông sắp có được, khiến cho bạn học và bạn bè đều không thể hiểu nổi. Tiểu Sương, cậu đợi một chút, mình nghe nói cậu không đồng ý làm thực nghiệm cuối cùng mà đã từ bỏ học vị thạc sĩ này, chuyện này là sao chứ? Đúng vậy. Tại sao cậu lại làm như vậy? Trước đây cậu tốn biết bao thời gian và tâm trí, không dễ dàng gì học vị mới sắp tới tay, sao cậu lại bỏ cuộc như vậy chứ? Bởi vì cuộc thí nghiệm cuối cùng phải giết chết rất nhiều chuột. Cậu gì không muốn sát hại chuột mà bỏ học vị à? Cậu có phải điên rồi không? Làm như vậy có đáng không? Đáng mà, sát sanh là hành vi tàn nhẫn. Mình không thể chỉ vì công danh lợi lộc của bản thân mà phải đi sát sanh, cho nên mình mới quyết định từ bỏ học vị này. Sau đó,
ông đổi sang đề tài khác, là một cuộc thực nghiệm không cần phải sát sanh, vất vả một thời gian dài mới lấy lại được học vị thạc sĩ. Có điều chính vào lúc này, ông lại phát hiện ra mình đã mắc bệnh ung thư máu. Tình hình hiện tại của cậu không khả quan lắm. Bạch cầu chỉ chiếm 1/4 cho đến 1/3 so với người bình thường. Hồng cầu thì không đến một nửa. Tình trạng tiểu cầu quá ít, dẫn đến tình trạng xuất huyết. Cậu nên nhập viện để trị liệu đi. Tôi không cần phải nhập viện trị liệu đâu. Tôi muốn giống như ngày trước, kiên trì ăn chay, niệm Phật, tiếp tục nỗ lực đạt lấy học vị tiến sĩ. Như vậy làm sao được chứ? Như vậy thì cậu sẽ nhanh chóng cầm cự không nổi đâu. Không cần lo lắng đâu, huyết cầu của tôi mặc dù ít, nhưng mà chỉ cần tôi siêng năng niệm Phật, tĩnh tâm lại thì sẽ bình thường mà. Hey, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn đâu, cậu sẽ gặp nguy hiểm đó. Nhưng mà sự suy đoán của bác sĩ đã sai rồi. Ông ta trong tình trạng bị bệnh ung thư máu vẫn lấy được học vị tiến sĩ. Mỗi ngày hai thời sớm tối công phu không bao giờ bị gián đoạn. Sự gia bị của Phật lực, công đức của việc trì giới không sát sanh, sự thành tâm niệm Phật khiến cho ông vẫn sinh hoạt bình thường. Hiện nay vị tiến sĩ này vẫn còn có thể đến khắp nơi trên thế giới phát biểu diễn giảng về học thuật. Cảm ơn mọi người đã đến nghe buổi thuyết giảng của tôi. Thật là kỳ lạ, sức khỏe của cậu vẫn có thể tốt như vậy. Hóa ra là bác sĩ, ông xem, tôi hiện nay không phải là rất tốt sao? Tôi làm bác sĩ khoa huyết học bao nhiêu năm rồi. Thông thường khi phải mắc bệnh này, khi trị liệu đa số đều rụng tóc, nứt miệng, thường phải thay máu, mỗi ngày đều phải cách ly trong bệnh viện. Nhưng mà sắc mặt của cậu hồng hào như thế, nhìn như là có vẻ không có chuyện gì hết. Thực ra đây chính là sức mạnh và sự diệu dụng của Phật Pháp. Sát sanh có quả báo của sát sanh, phóng sanh có thiện duyên của phóng sanh. Phật Bồ Tát không bao giờ phụ lòng người có tâm chân thành. Năm đó, cậu thà là từ bỏ học vị của mình, cũng quyết không sát hại những con chuột. Ta nghĩ chính là tấm lòng từ bi đó của cậu đã khiến cho cậu được thành tựu như ngày hôm nay. Thực ra sinh mệnh của những chú chuột cũng đáng trân trọng như chúng ta vậy. Nếu như bình thường chúng ta dùng một chút tiền, cũng có thể khiến cho động vật thoát khỏi nỗi sợ hãi bị giết hại, cho chúng một con đường sống. Tại sao chúng ta không chịu làm? Khi chúng ta đột ngột phải đối diện với cái chết, đến giây phút cuối cùng trước khi chết, cho dù là tiền bạc nhiều như thế nào, học vị cao như thế nào, cũng không có cách nào mua thêm một phút cho sinh mệnh này. Cũng cùng một đạo lý thôi. Thế nên chúng ta phải nên từ bi và yêu thương, suy nghĩ cho tất cả sinh mệnh mới đúng. Phật Nam Mô.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A